thông tin tới báo chí về kết quả sản xuất và xuất khẩu 7 tháng đầu năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục xuất siêu hơn 9 tỷ đô la Mỹ và tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá chung kết quả sản xuất 7 tháng đầu năm 2024, ngành nông nghiệp cân đối được cung cầu, an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo vững chắc. Nguồn cung sản lượng lúa gạo, thịt, thủy sản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt 34,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8%. Đặc biệt xuất siêu 9,42 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp được dự báo sẽ về đích thuận lợi những tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá cả, nguồn cung để tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, không để thiếu các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Ngày 31 tháng 7 tại sân bay Nội Bài, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã tổ chức lễ tiếp nhận máy bay thân rộng Boeing 787-10. Đây là chiếc Boeing 787-10 thứ 5 và là máy bay thân rộng thứ 30 gia nhập đội bay của hãng hàng không quốc gia. Chiếc Boeing này có nhiều đột phá về công nghệ và sở hữu những tính năng hiện đại giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Với việc tiếp nhận máy bay Boeing 787-10 mới, Vietnam Airlines đang sở hữu đội máy bay lên tới gần 100 chiếc, trong đó đội máy bay thân rộng có tổng cộng 30 chiếc, chủ yếu được khai thác trên những trạng bay quốc tế và trên trạng bay nội địa Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Boeing 787-10 là một trong những phiên bản máy bay thế hệ mới và hiện đại nhất trong các máy bay thân rộng của tập đoàn Boeing. Đây cũng là máy bay chở khách có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay với chiều dài trên 68m, tải trọng thương mại 56 đến 60 tấn và tầm bay tối đa đạt gần 12.000 km mét. Máy bay có cấu hình 367 ghế với hai khoang thương gia 24 ghế và phổ thông là 343 ghế. Đặc biệt chiếc máy bay này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước.